ngợi ca Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng con, là Đức Chúa Trời mà chúng con hằng yêu kính, là Đức Chúa Trời mà chúng con thờ phượng. Chúng con cầu xin sự hiện diện của Ngài thể hiện một cách đầy dẫy trong phòng nhóm của chúng con ngay từ thì giờ này. Khi mà tiếng đàn, tiếng hát của chúng con dâng lên cho Chúa, chúng con yêu mến Ngài, chúng con khao khát được ở trong sự hiện diện đầy năng quyền của Ngài. Chúng con khao khát quyền năng của Chúa sẽ đổ xuống trên từng đời sống cá nhân của chúng con, để xua đuổi tất cả những bóng của sự tối tăm nào còn lại ở trong chúng con, chữa lành mọi bệnh tật ốm đau trong cơ thể của chúng con, và cho chúng con kinh nghiệm những phước hạnh tươi mới ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện tất cả những gì mà chúng con thể hiện tại nơi đây sẽ như của lễ tốt lành dâng lên Ngài, khiến Chúa đẹp lòng, và Chúa sẽ làm ơn tràn đầy trên từng đời sống cá nhân của chúng con, trên từng gia đình của chúng con, trên hội thánh của chúng con. Và phước hạnh từ nơi này sẽ lan tỏa đến khắp mọi nơi thông qua đường truyền Internet. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua sự thờ phượng của chúng con. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau nở một nụ cười thật tươi cho Chúa chúng ta nào. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta. Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền, vì Chúa đã tạo dựng muôn vật, và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng. Chúc cho đấng ngồi trên ngai và chiên con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời. Amen. Nào hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Với tất cả vinh quang, chúng con xin dâng lên
chúng con chúc tụng danh thánh của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài vô cùng trời. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con còn sống động ở trên đất này. Mỗi buổi sáng chúng con được mở mắt ra, chúng con nhìn thấy những tạo vật tốt lành mà Ngài đã tạo dựng. Chúng con có hơi thở bên trong chúng ta. Trời, chúng con được ăn được mặc đầy đủ. Chúng con không thiếu thốn gì hết. Đó là bởi ơn phước Ngài ban cho chúng con. Chúa ơi, chọn cuộc đời chúng con, nguyện tôn theo Chúa. Danh Chúa luôn được vinh hiển đời đời cho đến đời đời vô cùng. Vậy hãy giơ bàn tay yếu đuối của anh em lên và làm vững mạnh đầu gối lỏng lẻo nữa. Hãy làm đường thẳng cho chân anh em để người què khỏi bị trẹo chân mà lại được chữa lành. Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết. Vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng kẻo có ai muốn mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng tâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đức Chúa đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa nát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Hãy yêu thương nhau và dâng vinh hiển lên cho Chúa. Hãy cùng tôi hướng lòng về Chúa và tôi ngợi Ngài. Giờ này lòng con hướng về Ngài, tôi ngợi Giê-xu Chúa oai nghi. Mọi lời chúc tán tôn vinh duy thuộc về Ngài thôi. Quỳ nơi đây trọn lòng con xin tôn vinh Ngài.
đầu gối lạnh lẽo để tôn ngợi Chúa.
nguyện tố cao Ngài, của Chúa ơi. Xin Ngài nhắc nhở trong lòng của mỗi chúng con không phải chỉ giữ sự bình an của Ngài cho chính bản thân chúng con, nhưng chúng con còn biết rao sự bình an đó cho những người mà họ chưa biết tin Chúa. Chúa ơi, bởi vì cuối cùng rồi Chúa ơi, hàng ngàn người đã bị đuổi với sự hư mất. Xin Ngài đặt lễ cho chúng con hạt giống yêu thương. Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài không muốn ai bị hư mất, nhưng muốn mọi người